Chào quý anh chị em, mình là bác sĩ Quang, chịu trách nhiệm kỹ thuật bên cái mảng vật tư thú y. Hôm nay mình sẽ có một số cái lưu ý về sử dụng que test nhanh trên chẩn đoán bệnh trên chó và mèo. Thì hôm nay mình sẽ lưu ý một số cái điểm khi sử dụng cái nhóm que test như thế này. Đây là cái que test CDV. Thì bên trong cái CDV thì nó bên trong hộp thì nó sẽ có những cái như thế này. Cái thứ nhất đó là tampon dùng để lấy mẫu. Thì trên CDV chó mèo thì mình lấy mẫu là mình lấy bằng gan và nước mũi. Cái thứ hai là dung môi pha. Một gói như thế này có 10 loại dung môi. Cái thứ ba là cái nắp đậy. Nắp này nó có đầu lọc nha. Cái thứ tư là que test. Thì quy trình mình test như thế này. Về lấy mẫu á. Về lấy mẫu thì các anh chị chú ý. Mẫu thì mình lấy để test care thì mình sẽ lấy mẫu mát, mẫu gàn. Mình lấy mẫu gàn. Lấy mẫu vừa phải thôi. Và mẫu nước mũi. Đó, mẫu nước mũi. Mẫu gàn và mẫu nước mũi lấy chung trong một cái tampon ha. Rồi còn đứng qua đây nè. U là trời. Thì khi mà mình lấy cái tampon á, mình lấy mẫu nó vừa dính tampon thôi, không thực sự là cần nhiều đâu các anh chị. Mình lấy vừa đủ. Thì sau khi lấy mẫu xong á thì mình sẽ pha mẫu, pha dung môi nhé. Đây, một lọ thì nó sẽ có cái dung môi vừa phải như thế này. Đi vậy coi. Đây, mình đưa vào ống này, mình xoáy cái nắp. Mình xoay vừa phải để cho nó tan đều mẫu vào bên trong. Sau đó mình sẽ lấy cái đầu này để đậy nắp lại. Vì cái này nó rất là quan trọng. Nếu mà mình không có sử dụng cái đầu lọc này á, mình phải đậy lại nha. Đó, nếu mà mình không sử dụng cái đầu lọc này á thì khi mà mình test á, cái tạp mẫu, cái tạp chất ở trong cái mẫu này nó sẽ gây lỗi test. Đây, đó là que test. Sau khi mình pha mẫu xong, mình tiến hành mình tháo que test này. Ở bên trong này có cái micro paper mình không dùng, bởi vì cái này nó có cái sẵn cái đầu nút này rồi. Đó, bây giờ bắt đầu là mình sẽ sử dụng que test này. Mình để que test nằm ngang. Bây giờ mình tiến hành mình test nha. Để que test nằm ngang trên cái mặt bàn này. Bây giờ mình bắt đầu mình nhỏ. Thì cái này lưu ý chỉ cần nhỏ 4 giọt thôi. Mình nhỏ 1 2 3 và 4. Sao đó đúng 4 giọt thôi mà mình đợi mình đọc kết quả. Nếu mà anh chị thấy cái que test mà nó thấm lên như thế này á thì nó sẽ không bị lỗi nha. Cái que test nó đường thấm dần lên thì nó sẽ không bị lỗi. Còn nếu mà các anh chị mà đổ vào cái khai ếch này ồ ạt cái lượng dung môi nhiều ngay lập tức thì nó sẽ tràn qua khai ếch này và nó chảy lên. Thay vì nó thấm nhẹ nhàng lên như thế này thì nó chảy lên thì nó sẽ gây lỗi test. Và nó thấm từ từ nó thấm lên. Thì sau khi mà mình nhỏ vào cái mình ghi cái thời gian lại, mình ghi cái giờ lại. Để thử bây giờ là 10 giờ 15 phút. Mình sẽ ghi trên này là 10 giờ 15 phút. Đây. Đó. Thì mình chờ cái kết quả đọc của cái que test này á là từ 5 cho đến 10 phút thì nó sẽ có kết quả. Cái vạch hiển thị, cái vạch C này á, nó có thể là lên. Sau khi mà mình nhỏ nó trả lên là nó sẽ lên liền. Vì như thế này thì cái que test mình nó sẽ không bị lỗi nha. Còn các anh chị mà mình đổ
vào trong cái khai này mà một cái lượng quá nhiều á, ngay lập tức nó chảy tràn lên thì sẽ gây lỗi test. Còn que test như thế này thì mình sau khi mình ghi lại cái thời gian 10 giờ 15 phút và đúng 10 giờ 20 đến 10 giờ 25 phút mình sẽ đọc cái kết quả. Cái kết quả nó sẽ chính xác nhất và nó tránh được cái nguy cơ là bị lỗi cái que test. Đó, đây là một cái quy trình test của Care.